Hoàng thị Thanh Nga, 45 tuổi, chuyên viên vụ vận tải thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam bị cáo buộc duyệt cấp trái phép thẻ luồng xanh để thu tiền. Ngày 27 tháng 8, Nga bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật hình sự. Bà Nga được Tổng cục Đường bộ cử tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông và Vận tải Hà Nội cấp thẻ luồng xanh dành cho xe chở hàng hóa được di chuyển trong giãn cách xã hội và được giao một tài khoản để sử dụng cấp thẻ. Theo cáo buộc, khi thực hiện nhiệm vụ, bà Nga đã sử dụng trái phép nhiều tài khoản và móc nối một số người để thu gom các trường hợp muốn cấp thẻ luồng xanh. Nữ chuyên viên sau đó duyệt, cấp trái phép hồ sơ để thu tiền. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, bà Nga đã duyệt, cấp hơn 1.700 hồ sơ ô tô, nhận hơn 220 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Người môi giới nhận từ các chủ xe 800 đến 1 triệu đồng một xe. Tổng cục đường bộ nhận định vi phạm của bị can Nga rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan điều tra để làm rõ sự việc